Thu nhập bình quân ở đây cao tới 190.000 đô la. Giá một căn biệt thự ở Hà Nội, thậm chí không thể mua nhà vệ sinh ở đây. Monaco là đất nước nhỏ thứ hai trên thế giới, không chỉ giàu có mà còn có rất nhiều cô gái xinh đẹp. Không phải nộp thuế, GDP bình quân đầu người được gọi là đứng đầu trên thế giới. Được biết đến như thiên đường của trần gian, đừng nhìn vào tổng diện tích chỉ vỏn vẹn 2,02 km2. Những người trong hoàng gia này ai nấy đều có thể kiếm tiền, một tay ôm gái đẹp. Hoàng tử không chỉ phong lưu đa tình, mà ông còn có rất nhiều con riêng. Vị hoàng tử này với mái tóc vàng, đôi mắt u sầu, kết hôn cùng cô gái người giàu nhất Colombia, bước vào giới hoàng kim. Monaco đã từng đứng trên bờ vực diệt vong, nhưng một thành viên của hoàng gia đã cứu cả đất nước này, đưa Monaco từ bờ vực phá sản đến con đường giàu có. Sau khi hoàn thành Monte Carlo năm 1865, thu hút các đại gia từ khắp nơi trên thế giới đến để vung tiền. Nhiều ngành như ăn uống, khách sạn, du lịch cũng phát triển theo. Kinh tế đất nước phục hồi nhanh chóng, hoàng gia Monaco cũng ban hành luật cấm công khai quốc tịch của khách mời, để người nước ngoài có thể tiêu xài thoải mái, người bản xứ ung dung chờ đợi để nhận tiền. Điều khiến mọi người không ngờ là năm 1868 Monaco đã bãi bỏ tất cả các loại thuế trực tiếp. Các nhà đầu tư giàu có tìm hiểu nơi họ có thể kiếm tiền mà không phải trả thuế, nên lần lượt đem cả gia tài đầu tư vào đất nước này. Không lâu sau, nhiều đại gia đã đến đây lập nghiệp, Monaco đã trở thành quốc gia giàu nhất châu Âu. Các ngành công nghiệp phát triển, ngoài ngành du lịch, các ngân hàng cũng rất phát triển. Cho dù diện tích quốc gia rất nhỏ, nhưng ở đây có 45 ngân hàng quốc tế, hơn 20 công ty quản lý tài sản, có thể quản lý trực tiếp tới 60 tỷ euro, nhận danh hiệu kho bạc châu Âu. Năm 2020, GDP bình quân đầu người của Monaco cao tới 190.500 đô la, vượt xa GDP của các nước trên. Năm 1919, Pháp đã chứng kiến sự phát triển của nền kinh tế Monaco trong hơn 10 năm, đã ký một thỏa thuận với Monaco, nếu thủ tướng Monaco không sinh con trai, Monaco sẽ hợp nhất với Pháp. May mắn thay, năm 1956, nữ hoàng Grace Kelly kết hôn với hoàng gia Monaco. Năm 1958, sinh ra hoàng tử Albert II của Monaco. Tuy anh không có vẻ ngoài điển trai nhưng lại rất phong lưu đa tình. So với những phụ nữ giàu có nổi tiếng, anh lại thích siêu mẫu, diễn viên và đã khiêu vũ với Trương Tử Di tại vũ hội. Khi đến Thượng Hải, Lý Gia Hân là bạn đồng hành của anh. Trước khi cùng Lợi kết hôn, thiếu chút nữa cô là vợ của anh. Một thời gian sau, anh yêu vận động viên bơi lội Salin Wiskok từ cái nhìn đầu tiên. Hai người yêu nhau rồi đính hôn. Khi cả hai chuẩn bị cho đám cưới, một tiếp viên hàng không bế một em bé đến nhận, tuyên bố rằng đứa trẻ là con của anh. Anh không thừa nhận. Trong lúc yêu đương, anh bén duyên với một tiếp viên hàng không người Mỹ gốc Phi. Sau khi làm giám định DNA, mới thừa nhận đó là con anh. Khi việc này xảy ra chưa được bao lâu, một phụ nữ Mỹ lại đưa con gái 13 tuổi đến cửa. Anh như mọi khi kiên quyết phủ nhận, thậm chí kiện vì tội vu khống. Nhưng sau khi làm giám định, anh đã tự vả mặt mình. Anh đóng vai người cha ôm con gái vào lòng khi con khóc. Wiskok tức giận đến mức suýt chết. Cô trốn, anh đuổi, khiến cô khó mà chạy. Chỉ có thể nói ngay cả trên phim không dám diễn thế này. Cuối cùng Wiskok tha thứ cho anh. Tháng 7 năm 2011, đám cưới đã được tổ chức tại cung điện hoàng gia. Cháu trai của Grace Kelly, hoàng tử Andrea, rất nổi bật trong lễ cưới. Ánh đèn sân khấu làm lu mờ hai người đang tổ chức hôn lễ. Mọi con mắt của giới truyền thông đều đổ dồn vào hoàng tử Andrea, trở thành người chồng quốc dân của phụ nữ châu Âu. Hoàng tử Andrea khác với Albert, anh trung thủy khi quen cô gái của người giàu nhất Colombia. Năm 2012, anh có một trai và một gái sau khi kết hôn. Cả hai trung thủy sống với nhau cả đời. Không nói về đời tư, sự quản lý của hoàng gia Monaco vô cùng đáng nể. Quốc gia này có rất nhiều xe hơi và máy bay tư nhân ở trên đường. Ngoài du thuyền còn có du thuyền tư nhân. Ngoài ra ở đây còn có nhà hát Opera Monaco, bảo tàng Hải Dương Monaco, nhà hát Anthony Fortress và các điểm du lịch khác. Giá nhà ở đây cũng được coi là đắt nhất trên thế giới, căn rẻ nhất ở đây cũng đã lên tới 100.000 đô. Các phương thức giải trí cũng rất tốn kém, ví dụ như giải đua xe nổi tiếng này, tất cả đường phố sẽ làm đường đua, người dân có thể xem khi họ mở cửa sổ, xe đua phóng nhanh trên đường phố. Khi đến Monaco chơi là phải có nhiều tiền. Video đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn. Đón Tết Hổ Vàng ngập tràn ưu đãi, ốp lưng iPhone chỉ từ 9k, giảm đến 50% cho tất cả các sản phẩm, nhận ngay 15k khi follow shop với hàng ngàn voucher vô cùng ưu đãi. Cứ mua đi, ngại chi về giá.